Tư sư có trường hợp khi mình không làm gì cũng không khởi tâm gì hết thì có tạo nghiệp không? Như lúc mình thấy một chúng sinh gặp nạn mà mình không cứu giúp, tâm cũng không có phản ứng gì. Hay tương lai, mình sẽ bị nghiệp đuôi mù hoặc trả nghiệp xấu tương xứng. Dạ dụ cụ thể như mình thấy con vật này bị con vật khác bắt được, và chuẩn bị ăn thịt thì mình nên làm gì hay không làm gì để luật nhân quả tự vận hành và lúc đó mình có tạo nghiệp gì không quý vị nên phân biệt nha quý vị nên phân biệt à, trong kinh pháp cú ngay cái câu đầu tiên thực ra mà nói mình chỉ cần nhớ hai câu đầu là trong bất kỳ những cái trường hợp tương tự như vậy hoặc thì mình có thể tự trả lời cho mình đó là gì tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sâu như bóng không rời hình. Cái quan trọng là lúc đó tâm mình ấy, nó như thế nào? Một người không có sự rèn luyện tâm thì họ rất là khó nhận biết được trạng thái tâm của mình trong từng trường hợp. À thật ra đó mình có ba cái trạng thái tâm có thể xuất hiện trong những trường hợp như vậy thứ nhất là cái trạng thái dưỡng dưng mặc kệ cái sự dưỡng dưng mặc kệ đó nó không phải là tâm xã nó là cái sự vô cảm ừ, nó là sự vô cảm mình không có sự đồng cảm với chúng sanh khác đó là cái sự máu lạnh và bản thân nó đó nó là cái nghiệp bất thiện ừ. thì à, cái trường hợp này mình nên tránh còn cái trường hợp thứ hai đó là gì mình hả hê tức là đáng đời mày lắm ừ, đáng đời mày lắm xin à, nói ngay cả mình thấy mình biết một cái anh tử tù anh làm những cái ác nghiệp anh làm những cái ác nghiệp mà bị người đời thoá mạ và khi ảnh phải chịu cái án ảnh phải chịu án thì mình có cái tâm thái hả hê tâm thái hả hê đáng lắm đáng bị cái nghiệp đó đáng thì bản thân cái sự hả hê đó là cái nghiệp bất thiện Chứ mình nói một chúng sanh bình đẳng chúng sanh thì bình đẳng ừ. mạng sống nào cũng đáng quý ừ. tại sao mình à, thấy mấy cái anh tử tù mình không có đi mình cứu ảnh ấy thì mình có phải là mình thấy chết không cứu hay không ừ. thì sư phải phân tích rõ những trường hợp đó cho quý vị thấy là hai trường hợp đầu á khi mình có cái trạng thái tâm lý như vậy nó dẫn đến chuyện là mình không cứu á thì nó là nghiệp bất thiện ừ? chỉ có trường hợp thứ ba đó là gì an trú trong tâm xã đó là mình hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp của mình mình có nghiệp của mình họ có nghiệp của họ và khi mình an trú trong tâm xã như vậy đó thì mình không tạo ác nghiệp chẳng những như vậy mà mình còn tạo thiện nghiệp cho nên sư mới nói là tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác hỏi tâm của mình ấy hoặc là lúc đó mình chủ động an trú trong cái tâm cần thiết tuy nhiên tuy nhiên à, cũng có một số trường hợp xin à, lấy ví dụ như xin lấy ví dụ như khi mà sư thấy một cái con mèo nó chụp con chim mà nó cắn chết liền con chim đó đó, chụp thì à, sư biết chúng sanh có nghiệp của mình nó ăn ăn nó ăn thịt con chim nó bắt con chim và nó ăn thịt con chim thì sư biết là chúng sanh có nghiệp của mình nhưng mà khi mà sư thấy con mèo á nó nó chụp con chim nhưng mà nó nó giỡn nó không có ăn nó giỡn nó không có ăn thì trong trường hợp mà mình giúp được thì khi đó, đó cái tâm từ nó xuất hiện tâm từ xuất hiện và sư nghĩ là mình nên giúp và thế là sư đi ra sư đẩy con mèo qua một đẩy con mèo qua một bên và sư ôm con chim đó sư và sư nghĩ là bây giờ nên để con chim ở chỗ nào mà con mèo đó nó sẽ không có bắt được con chim đó nữa à, bởi vì nếu mình để trên kệ trên cao thì nó vẫn bắt được cho nên sư để trên cái thành cửa sổ bởi vì cái thành cửa sổ đó nó tương đối ngắn và ở dưới cái thành cửa sổ của sư đó nó có cây trong đó có cây sương rồng thì như vậy con mèo nó sẽ không thể nào mà nó phóng lên trên cái thành cửa sổ của cốc của sư được cho nên là sư để con chim lên trên đó với cái suy nghĩ là khi con chim nó khỏe đó nó sẽ tự nó bay đi và khi mà sư quay đi sư đi tới đi lui thì con chim nó vẫn còn ở đó nhưng mà khi sư vào phòng á sư đi ra thì không thấy con chim nữa lúc bây giờ sư không biết là nó đã đi hay là cái chuyện gì xảy ra đối với nó nhưng mà sư chỉ đơn giản suy nghĩ là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình đơn giản vậy thôi mình làm trong cái phạm vi của mình à, còn sau đó là do nghiệp của nó ừ? à, hoặc như trường hợp hoặc như có trường hợp à, sư thấy một con mèo nó nó bị liệt hai chân nó bò tới bò lui à, sư thế rất là tội nghiệp cái tâm tường nó thể lên mà cái con mèo con ấy đó, nó bò tới bò lui con chó sẽ giật chết chó trong chùa nó giữ giật nó, nó, nó chết mèo thì uh, sư mới nhờ uh, sư giữ nó lại và sư nhờ coi có uh, phật tử nào nhận nuôi giùm hay không bởi vì uh, nếu mà xét ra đúng luật á, là một vị tu sĩ không có được nuôi con gì hết trơn uh, cho nên là sư nhờ coi có phật tử nào nuôi hay không nhưng mà nếu như không ai nuôi đó nếu như không ai nuôi đó mà con mèo nó chết đó, thì nó do nghiệp của nó thôi uh, nhưng mà có người nhận thì nó cũng là do cái nhân duyên của nó và sau này khi mà cái người nhận nuôi họ không có khả năng nuôi nữa À, hoặc là con mèo đó nó có chết đi chăng nữa thì nó cũng là cái nghiệp của nó à, nó cũng là nghiệp của nó mỗi chúng sanh có nghiệp của mình à, cho nên tóm gọn lại đó tóm gọn lại nếu như quý vị hỏi cái cách mà nó hợp lý nhất trong những trường hợp như vậy thì nếu như chúng ta có thể giúp được nếu như chúng ta có thể giúp được thì nên giúp bởi vì nói gì thì nói đó, nó cũng là thiện nghiệp nha, nó cũng là thiện nghiệp, ừ? giúp được thì nên giúp, nhưng nếu như giúp không được thì an trú trong tâm xã biết là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, như vậy đó, mình không có nặng lòng ừ?